Chúng ta có thể nhìn thấy lá xanh, màu xanh rất là đẹp. Màu xanh đây là thể hiện như vậy cái cây này là rất khỏe. Và với những cái chùm như này, chúng ta có thể thấy đúng không ạ? Chùm nhãn như này rất là nhiều. Thì cái vấn đề mà rụng ở giai đoạn trước ấy thì rất là ít. Chúng ta có thể đấy, đấy. Và quả rất là nhiều đấy. Và hầu như là các chùm nào cũng rất là sai. Xin chào quý vị và xin chào bà con. Trước cái điều kiện mà nắng hạn như năm nay thì rất nhiều các cây trồng nói chung và cây nhãn nói riêng ấy là hút chất dinh dưỡng từ rễ lên gặp rất nhiều khó khăn. Và để giải quyết cái bài toán này thì công ty AD chúng tôi đã sử dụng cái sản phẩm Ultramax để phun lên trên cây nhãn. Vâng, và hơn chục ngày nay thì công ty đã phun cái sản phẩm Ultramax cho trên cây nhãn này. Thì hôm nay chúng tôi đến kiểm tra thì chúng tôi thấy có một số cái ích lợi như sau. Cái thứ nhất, chúng ta có thể nhìn toàn bộ như vậy là cái lá non ra rất là mạnh là một. Cái thứ hai ấy là cái lá gần như là dày và bóng. Chúng ta có thể nhìn thấy lá xanh, màu xanh rất là đẹp. Màu xanh đây là thể hiện như vậy cái cây này là rất khỏe. Và với những cái chùm như này, chúng ta có thể thấy đúng không ạ? Chùm nhãn như này rất là nhiều. Thì cái vấn đề mà rụng ở giai đoạn trước ấy thì rất là ít. Chúng ta có thể đấy, đấy. Và quả rất là nhiều đấy. Và hầu như là các chùm nào cũng rất là sai. Là đây là cái sản phẩm phân bón hữu cơ được nhập khẩu từ như vậy là Malaysia. Thì có một số ưu điểm như sau. Ưu điểm thứ nhất là khi mà chúng ta đã phun cái Ultramax lên cái lá này thì như vậy là Ultramax này sẽ cung cấp cho cây nhãn các chất dinh dưỡng đạm, lân, kali, các nguyên tố đa lượng, các nguyên tố vi lượng, các nguyên tố trung lượng, rồi axit hữu cơ, rồi đặc biệt là các axit amin cần thiết để cho cây nhãn hút chất dinh dưỡng ngay, đồng thời giúp cho cây nhãn như vậy vượt qua cái giai đoạn stress. Thứ hai nữa là Ultramax này sẽ cung cấp cho cây nhãn các chất dinh dưỡng như vậy là nhanh hơn, nhiều hơn và cái hiệu quả sử dụng cái phân bón tốt hơn. Và ưu điểm thứ ba đấy, đó là làm tăng năng suất và chất lượng của cây trồng, đặc biệt là cái hương vị. Bởi vì khi trong giai đoạn này thì cây nhãn rất cần những các nguyên tố như vậy là vi lượng và trung lượng để cung cấp, để nuôi những cái quả nhãn như này, để cho quả nhãn như phát triển nhanh hơn, nhiều hơn và đẹp hơn. Và thứ tư, đây là dòng cái phân bón mà hữu cơ, cho nên rất là an toàn đối với người, cũng như đặc biệt là thực hiện tốt, phù hợp với chương trình sản xuất như vậy là cây ăn trái trong giai đoạn việt ghép hoặc global ghép hoặc là chương trình như vậy là nhãn sạch. Và chúng ta có thể so sánh ở bên đây thì đó là những cái cây nhãn đấy là bà con nông dân sử dụng theo cái quy trình của bà con nông dân đấy. Chúng ta có thể nhìn đấy, đúng không? Chúng ta có thể nhìn đấy. Đây, cái chùm nhãn ở đây thì nó không thể nào nhiều bằng cái cây kia được, đúng không? Và đặc biệt là chúng ta rõ nhất là cái chùm nhãn mà trên thẳng tay tôi chỉ đấy, chúng ta nhìn thấy đúng không ạ? Vâng, quả nhãn cực kỳ bé luôn, bé mà như vậy là lưa thưa. Điều đó chứng tỏ rằng như vậy là trong cái giai đoạn mà cây nắng hạn như này thì chúng ta nên sử dụng những cái dòng phân bón hữu cơ ngay lập tức phun ở trên cái bề mặt của cây nhãn này thì cây trồng sẽ hút ngay, như vậy là sẽ đem lại cái hiệu quả kinh tế cao cho những người nhà vườn trồng nhãn. Đặc biệt thì đặc biệt là trong giai đoạn nắng như này thì các chất dinh dưỡng hút từ dưới lên trên cái thân này nó rất là khó, cho cây trồng nuôi dưỡng rất là khó. Thế chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm Ultramax. Và đấy là một số cái ưu điểm của sản phẩm Ultramax, thì bà con nên sử dụng cái sản phẩm Ultramax này thì đem lại cái hiệu quả kinh tế cao.